nó mấy cái mà. Bao nhiêu sơn? Bảo bảo mua cái khác, thép cái gì? Cái lọ sơn xịt tay, lọ đấy toàn dùng sơn xịt tay. Sao nhà bảo bà thêu mà. Thế như thế nào mà lại phải như thế này? Ở bộ có chó cả. Về tiếp mồm bác như thế nào mà mình về rồi mình quay lại mình tiếp mồm như thế nào mà phải nên như thế này? Cứ mỗi ông bà 2 tháng. Ông bị chiên nước ấm để chiên chuẩn bị để rửa đít cho cháu. Đó, đéo bị cứ bật phích nóng lạnh thì muốn nữa là cứ chuẩn lúc làm như thế chuẩn bị mà nước ấm để rửa đít. Làm gì đấy? Giờ bị nước. Cường qua con gái còn cho bình nóng lạnh thì nắp nóng lạnh gì à? Con gái dỡ về cho. Thời điểm đấy cháu đi hết nó vậy không? Cách đây tầm 15 ngày trước đi về như hôm nào cũng đi. Trời đứng rõ anh đứng em hơi khàn khàn. Càng ngày càng khàn đi học. Nó làm tì thẳng là hỏng đấy. Khàn thì chết thì cũng đi. Tì thẳng là hỏng thôi. Nấu thường đâu đấy. Nấu thường của tao chứ. Quán phải nấu cơm cả. Không nấu thì về nó đánh chết. Vợ làm gì? Thua là chờ. Đi kiếm tiền. Phải nấu cơm. Hơi sớm. Con cũng nấu. Hơi sớm.